Xin chào mọi người, cây đàn của mọi người gặp phải tình trạng là khi mọi người nhấn vào hợp âm nó sẽ ra cái vụ mà bát đảo đó mọi người. C, ví dụ hợp âm đô trưởng thì C cái nó xuyệt một cái là chữ G ha. Thì điều đó mọi người rất là khó chịu, và ngày hôm nay Trần Liêm sẽ hướng dẫn cho mọi người. Đầu tiên là bấm cho Trần Liêm một lần vào nút Direct Assets, sau đó bấm ACMB. Và sau khi mọi người bấm vào rồi á, thì nhìn lên màn hình nó sẽ có chữ Finger Style. Hiện tại nó đang ở chế độ là Finger One bass. Mọi người bấm vào đó và chọn đúng cái về cái chế độ là multi finger. Như thế là cái bài toán hợp âm bát đảo được giải quyết xong. Trần Liêm kính chúc mọi người thực hiện thành công. Và sau khi làm xong rồi bấm blow thoát ra và xem lại thành quả. Xin chào và hẹn gặp lại.